Xin chào các bạn. Ngày hôm nay thì mình sẽ làm một video clip về tóc nữa. Hôm vừa rồi thì mình nhận được một số các câu hỏi trên YouTube trong video clip mà dưỡng tóc của mình á, là tại sao mà các bạn ấy cũng dưỡng tương tự như mình mà khi mà uống tóc xoăn xong á thì chỉ trong vài giờ thì tóc sẽ duỗi thẳng ra trở lại, không có còn xoăn được nữa. Thì mình nghĩ là nguyên nhân chính chủ yếu là do tóc của các bạn không có đủ mềm. Giống như tóc ngày xưa của mình thì nó cứng quá, thành ra tạo kiểu rồi nó cũng sẽ quay trở về như cũ thôi. Thì mình nghĩ là trước hết đó là phải cố gắng làm cho tóc của chúng ta nó mềm mại đi. Thì như mình nói là mình chỉ sử dụng những cái phương pháp rất là thiên nhiên thôi, tức là dùng sữa chua hoặc là dùng các loại dầu dừa hoặc là dầu ô liu để ủng tóc trước khi gội. Thì sau đó tóc của các bạn nó sẽ rất là mềm. Thì như vậy sau khi tạo kiểu rồi thì tóc nó mới giữ nếp được lâu, với lại cái chân tóc nó sẽ không bị chẻ ngọn, không bị hư đúng mà các bạn dùng những cái máy sấy máy uống. Còn về các bạn hỏi là mình dùng cái gì sau đó mà giữ cho tóc nó giữ nếp được á, là mình chỉ dùng cái hair vitamin, là vitamin dành cho tóc thôi. Mình xài cũng gần hết rồi. Đây là cái chai màu tím là làm cho tóc mềm. Rồi mình có cái chai màu vàng là làm cho tóc óng ánh sương mù, với lại chai màu cam là để giữ cho cái chân tóc không có bị hư tổn. Thì cái chai màu tím như thế này, mình nghĩ là có lẽ là cái sản phẩm này của mình nó sẽ hiệu quả hơn những cái sản phẩm mà dưỡng tóc khác đó, ở chỗ là cái này á, cái tinh chất của nó cô đọng lắm kìa, thành ra nó đậm đặc nên nó sẽ tấn công sâu vào trong cái chân tóc hơn, nhất là lúc mà tóc nó đang nóng á, cái mình cho cái này vào thì nó sẽ giống như là giữ lại cái nếp đó lâu hơn. Thì mình thấy là mình dùng cái này rất là tốt. Thì có thể là sự khác biệt nó cũng nằm trong cái này, thì mình sẽ để cho các bạn cái link mình mua của Amazon nhỏ, nhưng mình nghĩ là ở Việt Nam chắc có lẽ là cũng có bán, tại vì cái này là sản phẩm nó bán khắp, nó bán mà kiểu đại trà global trên toàn thế giới chứ không phải là chỉ riêng gì của Nhật. Sản phẩm này vốn là sản phẩm gốc ở Indonesia, nó bán ở đây, nó có ghi này, nó bán ở Myanmar, Singapore, Việt Nam cũng có bán luôn, Philippines, Cambodia. Vì vậy nên mình nghĩ là các bạn có thể tìm thấy được sản phẩm này ở Việt Nam, nó tên là Ellipse Hair Vitamin. Vitamin mình xài cái này cũng lâu rồi, mình thấy nó khá là ổn nên các bạn có thể xài thôi. Chết rồi, không có mang cái kéo rồi, lấy dùng cái kéo thôi, dao rọc giấy cũng được. Bây giờ mình sẽ cắt sẵn nó ra để ở đây, rồi mình uống tóc và sử dụng trên tóc của mình cho các bạn xem. Đây, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cái đồ uống tóc mới của mình. Thật ra cũng không phải mới gì, mình cũng mua nó được một tháng hơn rồi. Thì hôm nay lấy ra khoe cho các bạn xem thôi. Tại lần trước mình cũng nói với các bạn là cái đồ uống tóc cũ của mình á, nó rất là dễ bị hư, dễ bị chập điện. Xong rồi nay mình đã sắm loại mới. Thì cái này á là máy uống tóc tự động. Đối với các bạn nữ thì mình khuyên là các bạn đừng có mua, bởi vì cái này nó rất là mắc. Cái này á mình mua ở Nhật, thì thật ra tính theo tiền Nhật, theo cái mức thu nhập chung của Nhật thì cũng không đến nổi. Nhưng mà nếu mà tính ra tiền Việt á, thì một cái này cả triệu tiền Việt lộn, nên mình cảm thấy nó quá mắc đi. Đối với các bạn đó mình khuyên là đừng nên mua làm gì. Nhưng mà đối với các bạn nam á, để mua tặng quà cho vợ hay mẹ gì á nha, thì nên mua, bởi vì nó mắc, nó có giá trị. Nên nếu mà các bạn mua những cái này để tặng cho vợ cho mẹ thì mình nghĩ là sẽ rất là hài lòng và hạnh phúc. Rồi, để mình cắm điện và hướng dẫn cho các bạn sơ sơ cái cách sử dụng cái này. Cái này nó là một trong những cái máy mà gọi là máy bán chạy nhất luôn. Mình mua cái này trên Amazon. Thì nó là InstaWave. Này là sản phẩm này là của New York, nhưng mà nó bán cái mặt hàng này là mặt hàng thích ứng với lại nội địa Nhật. Thì vậy nên á, cái dây này ở đây á, là nó xài dây điện với điện thế là 100V của Nhật. Thành ra nếu mà các bạn muốn mua mấy cái sản phẩm này thì các bạn có lẽ là mua thẳng trên Amazon,
của New York hoặc là tìm kiếm một cái đồ nào mua, chứ mình cũng không mua giùm cho các bạn được, tại vì cái vô nó không có đúng với lại của Việt Nam. Nó có ba nấc nấc né cái mặt ra nè để cho nó focus nè, là cao thấp. Thì ví dụ như mình thì thường mình nhấn cao thì nó sẽ nóng nhanh lên, mà nóng với một cái nhiệt độ rất là lớn. Đúng, mà các bạn sử dụng cái này thì nhớ là mặc áo tay dài, còn mặc áo như tay mình như vậy là cũng rất là dễ bị phỏng. Nó lý lý gì đó. Rồi, thì khi mà nó đang làm nóng nó sẽ sáng đỏ như thế này. Và khi mà nó nóng hẳn rồi thì nó sẽ thông báo, nó sẽ phát tiếng thông báo cho các bạn. Thì ở đây có hai cái nút xoay sang bên tay phải với lại xoay sang bên tay trái. Thì khi mà bạn nhấn nó thì cái ngay chỗ này nó sẽ tự xoay để xoay tóc của bạn. Mình rất là thích cái này, từ hồi mà mua nó về mình cảm thấy là cái việc uống tóc của mình cực kỳ nhanh luôn. Tiền nào của đó quá mắc mà. Rồi bây giờ mình sẽ chờ đợi cho nó nóng lên hết. Thường là mình sẽ chờ khoảng 3 phút. Mày hết vậy đúng không? Không có mà. Chứ sao? Không có. Thấy mặt chùi vụn cục. Không có rồi. Rồi nó mới vừa thông báo luôn, đèn xanh lên rồi. Bây giờ nó đã nóng rồi. Chỗ nào không có cắt đâu, chỗ nào sẽ úp lên cho mọi người thấy là nó hay ghét. Rồi, bây giờ mình sẽ uống thử cho các bạn xem. Thì ví dụ như nếu mà các bạn uống bên trái á, các bạn lấy một lọ, thường thường á là mình mỗi bên mình uống chừng khoảng 4 lần là hết, nhưng mà hôm nay mình làm lọ nhỏ nhỏ thôi để cho mọi người dễ nhìn. Thì á, trên cái máy này nếu mà các bạn nhìn kỹ á, nó sẽ có một cái khất nó gần hơn cái ống so với những khất còn lại, là cái khất này đây. Nó gần hơn so với những cái khất còn lại đó. Các bạn thấy cái cục đặc biệt đó không? Thì cái cục đó là để cài tóc của bạn vào. Thì mình sẽ này, các bạn chỉnh cho cái cục đó ngay xuất hiện ngay giữa phía trước nè. Đó. Xong rồi các bạn cài tóc của bạn vào như thế này nè. Đó, các bạn thấy không? Xong rồi nhấn. Nên nó sẽ tự động nó cái cuốn tóc của các bạn. Lúc mà nó quấn thì các bạn sẽ kéo tay thấp xuống một tí xíu. Để khi mà nó quấn thì cho nó hay gớm. Để khi mà nó quấn thì nó sẽ trọn, thu trọn hết tóc của các bạn luôn. Chứ nếu mà các bạn không kéo xuống thì nó sẽ không đủ diện tích cho hết tất cả cái mớ tóc này. Nó chỉ trông như thế này đây. Rồi các bạn đợi nó kêu rồi tháo ra là được. Đó, lọ nó sẽ như thế này đây. Đó, lúc nó quấn thì các bạn kéo xuống, kéo thẳng xuống thôi, đang đỡ trên đây, kéo từ từ xuống. Rồi. Đó, nó kêu tỉ té rồi, xong rồi đó. Rồi, các bạn sẽ lấy nó ra. Đó. Rồi. Phần dưới cùng này. Đây, phần dưới cùng này thôi. Đó, các bạn kê vào. Bấm nút. Cái lúc mà các bạn bấm nút thì bạn kéo tay từ từ xuống. Như vậy. Ôi, cái cọc này không nên rồi. Rồi đó, xong đợi cho nó kêu thôi. Úi, kêu nhanh thế. Mình hơi đợi thêm một xíu nữa, tại vì mình chưa có uống xong nó đã kêu rồi. Nãy giờ nó ngồi nó bấm khí thế quá, tiếng bấm click của nó chạy vô video của chỗ nó á. Hết rồi hả? Ồ gì hết hả? Chị mỏi, lúc nãy nó kêu á, ngỡ nó cái chỗ này nãy chưa có đủ mà đã rút ra rồi. Đó, đại loại là như vậy. Xong rồi á, thì mình sẽ lấy cái này nè. Các bạn thấy không? Đó. Xong.
xoa vô tai, luồn vào tóc, xoay theo cái chiều mà hồi nãy mình xoay ngược ra ngoài mặt á. Mình xoay cái này để cho cái dưỡng chất này nó vào bên trong tóc. Xong rồi là bạn sẽ có một bộ tóc xoăn bồng bềnh như vậy đó. Rồi mình sẽ làm tương tự với bên này. Đối với bên này á thì á, hồi nãy mình xoay nó qua mé này, bây giờ mình xoay nó ngược lại mé này. Các bạn có thể vẫn dùng cái này hoặc là đổi tay. Mình á thì mình ưng đổi tay hơn. Thật ra thì sao các bạn cũng có thể làm được hết. Nếu mà bạn nào mà không thuận tay bên trái á, vẫn muốn dùng tay bên phải thì vẫn có thể làm được thôi. Như vậy xong, thật làm được là như vậy, kê nó vào xong rồi quay về hướng này, trong lúc quay thì hạ cái này xuống. Xong đó, nó như vậy đấy. Tiếp nào, tóc mình dạo này dài quá rồi. Không thể tin được nó đối xử với chủ nô như vậy. Chứ nó đang bệnh mà nó uống vậy. Má nói xong. Thật ra cũng đúng. Rồi, xong rồi mình tắt cái này luôn. Đó, như các bạn đã thấy, nó sẽ trở thành bốn cái lọ xoăn tích bình tĩnh như vậy. Xong mình cũng sẽ xịt cái này ra. Wow, rồi luồn vào tóc, quấn nó sang mé bên này. Đó, xong rồi các mình luồn các ngón tay vào để tách cái lọ ra. Đó, xong như tóc của mình sẽ như vậy đó, xong cũng được. Xong rồi sau 1-2 ngày á, thì nó sẽ ít cong nhiều đi, nó sẽ cong nhẹ nhẹ lại, các bạn sẽ cảm thấy nó một cách nó bồng bềnh hơn, nó wavy theo kiểu là đường sống nhẹ nhàng hơn. Còn phần ở trên này á, nếu như các bạn muốn á, nhiều khi các bạn không có muốn uống nó cong nhiều, chỉ làm cho cái chỗ này nó không bị xẹp, nhưng mà xẹp nó sẽ rất là xấu lắm. Các bạn muốn uống cho nó cong lên thôi đó, các bạn cũng có thể kê cái thằng này vô như vậy một tí xíu thôi, cho nó cong cái phần mái, coi như tranh thủ lúc mà cái máy này nó còn nóng đó. Rồi vậy thôi, chỉ đơn giản ít phút là các bạn có thể có được mái tóc đẹp. Thì đó, bí quyết của mình nó chỉ là dưỡng cho tóc thật là mềm thì nó mới uống và giữ nếp được lâu. Sau đó thì mình dùng cái hair vitamin để giữ cái nếp khi mà mình vừa mới uống xong. Vậy thôi, thì hy vọng là cái bí quyết của mình nó giúp ích được cho các bạn. Và nhớ là các bạn nam nếu mà có tiền muốn tặng quà cho các bạn nữ á, thì các bạn có thể tham khảo cái máy mà mình vừa nêu. Các bạn nữ thì đừng có nên mua làm gì hết vì nó rất là mắc tiền. Vậy thôi, hy vọng là video clip này bổ ích. Bye bye mọi người.